Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Hoàn thành hơn 98%, nhưng tuyến metro đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều vướng mắc do tranh chấp, đòi chi phí phát sinh gần 4.000 tỷ đồng, bất đồng quan điểm từ nhà thầu. Sau loạt vướng mắc với nhà thầu, dự án metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ tiếp tục trễ hẹn, lùi lịch chạy thử đến tháng 11 năm 2024. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Dự án lại trễ hẹn. Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía Đông. Toàn tuyến có 11 ga trên cao và 3 ga ngầm. Sau 12 năm khởi công, nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành, công trình đang được đặt mục tiêu khai thác thương mại vào quý 4 của năm nay. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là MAUA, chủ đầu tư, dự án phát sinh nhiều khó khăn, chủ yếu là các vấn đề liên quan tới nhà thầu. Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản báo cáo kết quả tiến độ giải quyết các công việc của tổ công tác về giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo Ban Quản lý, dự án metro số 1 đã hoàn thành hơn 98,24%, nhưng vẫn đang gặp một số vướng mắc, khó khăn nên có thể phải tiếp tục lùi lịch chạy thử. Cụ thể, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vướng mắc lớn nhất tại gói thầu CP3 mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường dây, bảo dưỡng của nhà thầu Hitachi. Dù thời gian qua, phía chủ đầu tư đã tích cực đôn đốc tư vấn NJPT và nhà thầu Hitachi liên danh Sumitomo Sienko 6, gọi tắt là SCC, phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể của dự án. Tuy nhiên đến nay, tư vấn NJPT vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch đào tạo, gồm chương trình đào tạo và chuyển giao kiến thức. Cùng với đó, theo các kế hoạch công việc mới nhất, nhà thầu Hitachi lại đẩy lùi các mốc tiến độ về sau. Ví dụ, mốc tiến hành vận hành khai thác thử đã được đẩy lùi về tháng 11 thay vì tháng 10. Ban quản lý cho biết việc này dẫn đến kéo dài hơn nữa tiến độ dự án. Do đó, đơn vị kiến nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có ý kiến đối với nhà thầu Hitachi tuân thủ tiến độ, mục tiêu của dự án, cũng như tinh thần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc tiến hành các giải pháp tạm hài hòa lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của hai bên. Bên cạnh đó, vai trò và năng lực của tư vấn chung NJPT cần được phát huy hơn nữa. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy NJPT chưa có các biện pháp, giải pháp thúc đẩy tiến độ của dự án về cả mặt kỹ thuật, thương mại và hợp đồng. Xử lý khiếu nại của nhà thầu Hitachi. Được biết, metro số 1 đang bước vào giai đoạn chạy nước rút nhưng vấp phải loạt vướng mắc liên quan đến diễn giải về hợp đồng. Sự phối hợp giữa liên danh NJPT là bên tư vấn chung và các nhà thầu Nhật Bản dẫn đến làm chậm một số công việc. Vướng mắc lớn nhất tại gói thầu CP3 do nhà thầu Hitachi thực hiện. Nhà thầu Nhật Bản thời gian qua đã đơn phương yêu cầu chủ đầu tư bồi thường các chi phí phát sinh cho việc gia hạn thời gian hoàn thành với tổng chi phí khoảng 23,721 tỷ yên, tương đương với gần 4.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh công tác đào tạo cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án, theo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Đại sứ Nhật Bản, các bên cần sớm xác lập ban xử lý tranh chấp, gọi tắt là DAB. Sau đó, nhà thầu Hitachi sẽ có các biện pháp thúc đẩy tiến độ công việc. Sau khi ra soát, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy việc thành lập DAB cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Do đó, Ban Quản lý đề nghị giải pháp tiến hành trao lệnh phát sinh tạm, căn cứ trên giá trị đề xuất của nhà thầu để thanh toán 70% để nhà thầu có nguồn kinh phí thực hiện ngay các nội dung công việc thúc đẩy dự án. Phần còn lại và giá trị sau cùng sẽ phụ thuộc vào phán quyết của DAB hoặc trọng tài thương mại. Nếu nhà thầu không đúng thì trả lại chi phí lệnh phát sinh này. Phía nhà thầu Hitachi cho biết họ đồng thuận về nguyên tắc, tuy nhiên yêu cầu thanh toán 100% tạm giá trị phát sinh như họ đề xuất thì mới thực hiện công việc. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, việc thanh toán 100% giá trị phát sinh cho nhà thầu trong khi các nội dung vẫn được xem như là tranh chấp hoặc khác biệt về cách hiểu là không phù hợp. Việc thanh toán 70% phù hợp quy định hợp đồng cũng như đảm bảo quyền lợi của nhà thầu và quyền lợi của chủ đầu tư đối với việc hậu kiểm, kiểm toán dự án về sau. Do đó, Ban Quản lý kiến nghị Đại sứ quán Nhật Bản có ý kiến đề nghị nhà thầu Hitachi chấp thuận đề xuất để thúc đẩy công việc. Ngoài nội dung trên, đơn vị cho biết hiện nay chi phí cho công tác bảo trì, bảo dưỡng dự án metro số 1 vẫn chưa được các bên thống nhất. 4 vấn đề lớn của tuyến metro số 1. Việc tuyến metro số 1 còn kéo dài phải kể đến loạt vấn đề cần sớm giải quyết. Vấn đề thứ nhất, theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, bộ máy nhân sự vận hành metro số 1 cần hơn 700 người, trong đó hơn 400 nhân sự thuộc các bộ phận lái tàu, nhân viên nhà ga, kỹ thuật viên điều độ, bảo dưỡng. Chủ đầu tư từng đặt mục tiêu đến tháng 2 năm 2024
Chủ đầu tư từng đặt mục tiêu đến tháng 2 năm 2024 sẽ hoàn thành công tác đào tạo do tư vấn NGPT thực hiện. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó bị lùi lại đến tháng 6 và giờ chuyển sang tháng 8 và tháng 9. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, kế hoạch đào tạo tổng thể của tư vấn NGPT sẽ bao gồm chương trình đào tạo và chuyển giao kiến thức. Để đào tạo thực hành, cần sử dụng các thiết bị, điện, hạ tầng của nhà thầu trong khu vực Depot Long Bình với nguyên tắc bên nào sử dụng thiết bị sẽ chi trả tiền điện cho phần dùng của mình, bên sử dụng thiết bị của bên khác có trách nhiệm bảo dưỡng và đền bù khi gây ra hư hỏng. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được thống nhất giữa tư vấn NGPT và các nhà thầu dẫn đến công tác đào tạo bị chậm trễ. Vấn đề thứ hai, hiện các gói thầu xây dựng tuyến Metro số 1 đang đẩy nhanh công tác kiểm tra và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Có một số hạng mục của gói thầu CP3 của nhà thầu Hitachi nằm trong các khu vực nhà ga của các nhà thầu xây lắp như chiếu sáng, biển hiệu cần được hoàn thành triệt để đáp ứng yêu cầu nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Theo chủ đầu tư, tuy các nhà thầu xây lắp đã có công văn đề nghị nhà thầu Hitachi phối hợp hoàn thiện các hạng mục nhỏ nêu trên, nhưng nhà thầu Hitachi vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ và làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện vận hành thử cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà thầu Hitachi và các nhà thầu thi công xây dựng. Chẳng hạn trong công tác thử nghiệm tích hợp toàn tuyến và tiến hành chạy thử, bên cạnh việc Hitachi tiến hành chạy toàn tuyến cùng với toàn bộ các hệ thống của mình, thì cũng cần thiết việc các nhà thầu xây dựng bật toàn bộ các hệ thống thiết bị của mình tại khu vực các nhà ga để tích hợp với các hệ thống của Hitachi. Tuy nhiên hiện nay, sự phối hợp của các nhà thầu với nhau và với tư vấn NGPT vẫn chưa được như mong đợi, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ngoài ra, theo kế hoạch công việc mới nhất, nhà thầu Hitachi lại đẩy lùi các mốc tiến độ về sau, ví dụ như mốc tiến hành, vận hành khai thác thử đã được đẩy lùi về tháng 11, dẫn đến việc kéo dài hơn nữa tiến độ dự án. Vấn đề thứ ba, do dự án Metro số 1 kéo dài, nhà thầu Hitachi, gói thầu CP3, mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường dây và bảo dưỡng, khởi kiện chủ đầu tư tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC với yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành ít nhất 2.773 ngày và chi phí bồi thường khoảng 527 tỷ đồng. Đến nay, tổng chi phí phát sinh cho việc gia hạn thời gian hoàn thành tuyến Metro số 1 được nhà thầu Hitachi đơn phương đưa ra khoảng 23,721 tỷ yên, tương đương với gần 4.000 tỷ đồng. Ngoài vụ kiện của nhà thầu Hitachi, tuyến Metro số 1 còn dính tới hai vụ kiện với liên danh Sumitomo Sienko 6, gọi tắt là SCC, nhà thầu gói CP2, đoạn trên cao và Depot. Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với đại sứ Nhật Bản cần sớm xác lập ban xử lý tranh chấp DIB, sau đó nhà thầu Hitachi sẽ có các biện pháp thúc đẩy tiến độ công việc. Sau khi ra soát, chủ đầu tư nhận thấy việc thành lập DIB cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải pháp tiến hành trao lệnh phát sinh tạm, căn cứ trên giá trị đề xuất của nhà thầu để thanh toán 70%, để nhà thầu có nguồn kinh phí thực hiện ngay các nội dung công việc thúc đẩy dự án. Phần còn lại và giá trị sau cùng sẽ phụ thuộc vào phán quyết của DIB hoặc trọng tài thương mại. Nếu nhà thầu không đúng thì trả lại chi phí lệnh phát sinh này. Vấn đề thứ tư, theo hợp đồng, nhà thầu Hitachi có trách nhiệm trình nộp dự thảo vi phạm công việc đối với hợp đồng phụ giữa hai bên cho công tác bảo trì, bảo dưỡng chậm nhất 6 tháng trước thời điểm vận hành dự án. Chi phí cho công tác này đã được tính toán trong quá trình mời thầu, thương thảo đàm phán, thống nhất và ký kết trong hợp đồng, trong phần chi phí tạm tính. Tuy nhiên, nhà thầu Hitachi không đồng ý thực hiện và cho rằng khoản kinh phí này là tạm tính từ thời điểm ký hợp đồng năm 2013 và không đủ để thực hiện công việc này theo nhu cầu hiện tại của dự án. Nhà thầu Hitachi vẫn bảo lưu quan điểm về hợp đồng bảo dưỡng này là một hợp đồng độc lập và đề xuất mức giá cao hơn gấp 3,5 lần so với giá cơ sở trong hợp đồng gốc. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu Hitachi phải có ý kiến chính thức có thực hiện nội dung này, tuân thủ điều khoản hợp đồng hay không. Trên cơ sở đó, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thực hiện phương án thay thế như thuê ngoài một đơn vị đủ năng lực và sẽ có biện pháp khiếu nại nhà thầu theo điều khoản hợp đồng. Theo đề án từ nay đến năm 2060, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 10 tuyến metro hơn 510 km với tổng mức đầu tư dự kiến là 824.000 tỷ đồng, khoảng 34,39 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh cần được áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội mang tính đột phá. Thành phố Hồ Chí Minh cần gần 35 tỷ đô la Mỹ cho 10 tuyến metro. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi tờ trình Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét nội dung đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo kết luận số 49 của Bộ Chính trị. Trong tờ trình, Ủy ban Nhân dân Thành phố đặt mục tiêu phát triển đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,
hình thành phương thức vận tải văn minh hiện đại, góp phần tái cấu trúc hệ thống giao thông công cộng, xây dựng văn hóa giao thông, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng tới đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với hạng mục khu vực và quốc tế vào năm 2045, phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2030 đảm nhận từ 15 đến 20%, đến năm 2035 đạt từ 40 đến 50% và sau năm 2035 đạt từ 50 đến 60%. Theo lộ trình đến năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng hoàn thành khoảng 183 km đường sắt đô thị metro, bao gồm loại hình vận tải hành khách khối lượng lớn, tần suất cao. Đến năm 2045 sẽ xây dựng thêm khoảng 168,36 km để hoàn thiện 7 tuyến metro, nâng tổng chiều dài lên 351 km. Năm 2060 sẽ hoàn thành các tuyến metro số 8, 9, 10 để nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 510 km với tổng mức đầu tư dự kiến là 824.000 tỷ đồng, khoảng 34,39 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh cần được áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội mang tính đột phá. Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn thiện 6 nhóm cơ chế chính sách về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, huy động nguồn vốn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đầu tư xây dựng và triển khai dự án, quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ tổ chức quản lý khai thác. Trong 6 nhóm này sẽ có 28 cơ chế đặc thù với 17 cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội và 11 cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. Đề xuất loạt cơ chế chưa từng có. Trong 17 cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Quốc hội cho phép căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư và Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án đường sắt đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất được quyết định đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trình tự lập thẩm định, quyết định chủ đầu tư, quyết định đầu tư dự án để thực hiện tương tự dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. Thành phố Hồ Chí Minh được chủ trì tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, tổ chức nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành dự án, thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, chấp nhận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Về huy động vốn, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và được quyền quyết định chính sách hấp dẫn về lãi suất cho trái phiếu, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay của nước ngoài, của chính phủ cho thành phố vay lại và các hình thức huy động vốn hợp pháp khác. Tổng mức dư nợ vay không vượt quá 120% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Trường hợp vượt thì trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh tăng mức dư nợ vay phù hợp theo thực tế. Đối với 11 cơ chế thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được rút gọn các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, thay thế quy hoạch điều chỉnh và việc ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch bằng văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố cũng mong muốn được thành lập Tổng công ty đường sắt đô thị do thành phố nắm giữ 100% vốn điều lệ, có chức năng huy động vốn, quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh đa ngành. Tổng công ty được sử dụng nguồn vốn đầu tư công để phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến khi chủ động được vốn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là một nội dung cụ thể hóa thực hiện kết luận số 49 của Bộ Chính trị. Đây cũng là công cụ quan trọng để thành phố tái cấu trúc đô thị, phát triển mô hình đô thị đa trung tâm, phân bố cư dân phù hợp với các hoạt động kinh tế xã hội với siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và các thành viên tổ công tác, các sở, ban ngành góp ý cụ thể đúng với chuyên môn của từng ngành cho đề án. Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp thu, cập nhật những ý kiến góp ý vào đề án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.